Shotgun, một dòng súng tạo nên thương hiệu của Free Fire với khả năng one shot, one kill, quyết tâm cực gắt của mình. Tuy nhiên, tại OB40 này, Shotgun đã được nhận sự điều chỉnh và dòng súng này trở về đúng với bản chất vũ khí tầm gần của mình. Chính vì vậy, việc chọn lọc Shotgun ở thời điểm hiện tại sẽ khó khăn hơn đôi chút. Theo anh em, đâu sẽ là những cái tên thống lĩnh vị trí Shotgun được cao thủ yêu thích? Cùng khám phá ngay xếp hạng Shotgun trong tập ngày hôm nay nhé! Mất ngủ cùng Free Fire thôi nào! Hạng 5, Mark 7. Mark 7 là một khẩu shotgun có điểm cộng lớn để băng đạn. Khi khẩu súng này có đến 8 viên cùng tốc độ xả đạn cực nhanh và chính xác cao. Tốc độ bắn của Mark 7 tuy chưa phải là dẫn đầu nhưng cũng đủ để khiến kẻ địch lên bảng điểm số ở những lượt xả đạn đầu tiên. Điểm trừ của Mark 7 có lẽ là tầm bắn sẽ tương đối gần so với các vũ khí khác. Cái này không phải là lỗi của Mark 7 mà do các shotgun khác quá mạnh. Vì vậy rất tiếc phải để Mark 7 ở hạng 5 này thôi. Hạng 4, M1887. Mỗi lần nghe âm thanh lại biết ngay một cao thủ săn mạng sắp đến. M1887 cũng từng có thời kỳ huy hoàng khi được rất nhiều những tuyển thủ chuyên nghiệp tin dùng, làm nên rất nhiều và highlight thương hiệu. Tuy nhiên cũng là khẩu súng được trải qua nhiều lần chỉnh sửa, khiến cho việc kết liễu kẻ địch ở những vòng bo cuối bằng hai viên đạn có lẽ là bất khả thi. Nên đó cũng là lý do khiến nhiều người chơi phải cất poster của khẩu súng này vào góc. Để khắc phục cho những đợt giảm sức mạnh liên tục, M1887 còn có một phiên bản có thể xả 3 lượt đạn, đó là M1887X. Luôn được săn đón tại hòm thính tại các vòng bo cuối của tử chiến. Dẫu vậy, chừng đó cũng là không đủ để đưa M1887 trở lại top 3 ở phiên bản hiện tại. Thôi, vì ai mà chẳng có lúc huy hoàng. Hạng 3, M1043 chip. Nếu từng là ưu tiên số 1 tại OB39 thì M1044 ở thời điểm hiện tại lại có phần ít được ưa chuộng hơn bởi các khẩu súng gắn khác, vì tốc độ bắn và tốc độ di chuyển khi bắn có phần kém linh hoạt. Tuy nhiên, phiên bản 3 chip của M1044 lại là một đẳng cấp khác. Khi khẩu súng này được gia tăng thêm phần bắn và độ ổn định, thứ mà những khẩu shotgun hiện tại có mơ cũng không có được. Nhờ sự gia tăng này, M1043 chip luôn là vũ khí được người chơi tin dùng ở những vòng bo cuối sinh tồn. Hạng 2, súng sạc. Khẩu súng được mệnh danh là hạt gục kẻ địch chỉ với một lần hít và thở đã xuất hiện rồi đây. Súng sạc khi vừa ra mắt đã xoắn ngôi đầu cho phiên bản lúc đó. Với cơ chế sử dụng đặc biệt, khi giữ được bắn của súng và nhả ra là cả một sự khác biệt. Chính cơ chế sử dụng đặc biệt nhưng đem lại lực sát thương lớn đã khiến súng sạc trở thành một cái tên quen thuộc, xuất hiện nhiều trong các giải đấu chuyên nghiệp của eSports và dễ dàng cân 2, cân 3 hơn hẳn các loại súng khác ở thời điểm hiện tại. Súng sạc sẽ đặc biệt phù hợp trong những pha giao tranh cận chiến solo. Chỉ cần tận dụng địa hình khuất hoặc các lớp tường keo để sạc, bùm, sạc, bùm, bạn đã có thể thêm vài mạng dễ dàng trong tay. Hạng 1, Shotgun. Và xin được chúc mừng, Shotgun đã trở thành nhà vua shotgun ở OB41 này. Mặc dù không biết được bao lâu, Shotgun đã cho thấy sức mạnh khủng khiếp của mình. Bởi hầu hết các giải đấu chuyên nghiệp hay trong các trận đấu tử chiến ở bậc rank cao thủ trở lên đều có sự xuất hiện của khẩu súng này. Có thể nói, ông nào chưa sinh tồn mới nhảy dù đắp đất mà vớ được khẩu Shotgun thì nắm chắc chiến thắng sống sót đầu game. Sở dĩ khẩu súng này hot đến vậy là do ở thời điểm hiện tại, Shotgun là khẩu shotgun duy nhất có thể kết liễu kẻ địch ở đầu game trong một cú nhấp mà không cần vuốt tâm. Bạn có thể ví cơ chế bắn của Shotgun như pha mát với 3 viên đạn một lượt và 4 lượt xả đạn với độ chế thấp. Các bạn sẽ dễ dàng xoay chuyển và xử lý tình huống cả ở đầu trận lẫn cuối trận. Một điều khác biệt nữa là Shotgun còn có thể đổi qua dạng phóng lựu, thích hợp cho những góc bắn có địa hình hiểm trở ở tầm trung, điều mà không có khẩu shotgun nào ở hiện tại có thể làm được. Tóm lại, vua thì vẫn là vua thôi. Tầm này có khẩu Shotgun trong tay, rõ ràng là tự tin hơn hẳn trong trận đấu anh em nhỉ. Xem đến đây, chắc anh em cũng đã có cho mình những lựa chọn riêng rồi phải không nào? Và đó là 5 khẩu shotgun được ưa chuộng bởi cao thủ Free Fire. Bạn nghĩ có đúng không? Hãy để lại bình luận bên dưới nhé. Còn bây giờ thì mất ngủ cùng Free Fire thôi nào. Free Fire ngày mai có gì? Subscribe là biết.